Trước khi em vô đây là em không có thích xăm, và em nhìn những người xăm em cũng không có thích họ nữa, tại vì hồi đó em thích trắng trẻo này kia, nhìn mấy người xăm á, nhìn người ta bợm chợm á, rồi bạn bè xăm rồi nhiều người người ta không có đàng hoàng, rồi cũng bị cái lối sống là gia đình là không có cho xăm. Rồi mình hồi đó mình cũng ngoan, mình theo cái ý tưởng của gia đình là mình không có xăm. Còn khi mà mình vô đây mình làm rồi, mình thấy là mấy cái hình xăm á không có phải giống như là mình nghĩ. Các bạn muốn mặc quần áo ra sao, muốn biết cái gì về nền văn hóa này, muốn kiến thức gì, cứ đến shop mình sẽ chỉ hướng dẫn tận tình cho các bạn để chơi đúng cách hơn, để biến cái sở thích của các bạn thành tình yêu giống như mình đã từng trải qua vậy. Nhiều lúc mình nói mình yêu nó, mình làm như thế này, người ta nói ô cái này khùng, có cái gì đâu mà phải phát triển, phải yêu nó. Các bạn không phải là tôi nên các bạn không biết, nó thay đổi cuộc sống tôi nhiều lắm.